Song Joong Ki lộ diện tả tơi sau thông báo cưới vợ, hôn nhân với bà xã người Anh trục trặc. Song Joong Ki mới đây đã khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi lộ diện với ngoại hình tàn tạ, gầy nhom đến khó tin. Ngay lập tức, một bức ảnh nam diễn viên đưa coi ca nhạc với người phụ nữ khác, không phải vợ cũng được lan truyền. Là một trong những sao nam nổi tiếng của xứ sở Kim Chi, vậy nên mọi động thái của Song Joong Ki luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Cách đây không lâu, nam diễn viên đã chính thức công bố bạn gái mới và nhận được lời chúc phúc của người hâm mộ. Tuy nhiên, hình ảnh mới của Song Joong Ki lại khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Theo đó, mới đây trên Weibo đã lan truyền một bức ảnh của Song Joong Ki. Có nguồn tin cho biết bức ảnh này được chụp vào ngày 17 tháng 3 khi anh chàng đi ăn cưới ở Mexico. Trong ảnh, nam diễn viên để một kiểu tóc bát úp ngược khá quê mùa. Không những vậy, thân hình của anh chàng còn gầy đến mức đáng báo động, khiến fan không khỏi hoang mang. Gợi ý kiến cho rằng đây chính là thực trạng của các anh sau khi có người yêu. Dân tình đang truyền tay nhau hình ảnh mới này của Song Joong Ki. Tuy nhiên, dựa vào kiểu tóc và dáng người của Song Joong Ki, không ít ý kiến cho rằng đây chính là tạo hình nhân vật trong phim mới của nam diễn viên. Điều này khá trùng khớp bởi lẽ theo mô tả, nhân vật Lo Ki-won là nam thanh niên bỏ trốn từ Triều Tiên sang Mỹ. Anh chàng phải vật lộn với cuộc sống, đấu tranh để có được quy chế tị nạn. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ vì sao Song Joong Ki xuất hiện với diện mạo khác lạ như vậy. Hiện tại, dự án Tên của tôi là Lo Ki-won vẫn chưa được tiết lộ quá nhiều hình ảnh. Được biết, trong bộ phim này, Song Joong Ki sẽ hợp tác cùng với nữ diễn viên Choi Sang-eun vai Marie. Tên của tôi là Lo Ki-won dựa trên tiểu thuyết ngắn sâu sắc I Met Lo Ki-won của tác giả Cho Hae-jin, từng chiến thắng giải thưởng văn học Shin Dong-joop vào năm 2013. Khán giả đang vô cùng mong đợi dự án phim mới của Song Joong Ki. Giữa lúc Song Joong Ki lộ diện với diện mạo khác lạ, netizen Hàn bất ngờ liên tục lan truyền hình ảnh nam diễn viên đi coi ca nhạc cùng một người phụ nữ khác. Cụ thể, một vài bức hình giữa Song Joong Ki và Cho Joo-woo bất ngờ được chia sẻ. Trong hình, Song Ki mặc áo khoác, đội mũ và đeo ba lô, còn Cho Joo-woo diện đầu đen, đeo kính và cầm bóng bay trên tay. Được biết, hai người cùng nhau đi xem buổi hòa nhạc của nam nghệ sĩ Psy diễn ra sân vận động thủ đô Seoul. Thông qua bức ảnh, có thể trông thấy họ có vẻ thân thiết. Ánh mắt Cho Joo-woo đối với Song Joong Ki cho thấy cô dành sự quan tâm đặc biệt cho đàn em điển trai này. Tuy nhiên, ngoài Song Joong Ki, Cho Joo-woo thì Lee Kwang-soo cũng có mặt tại buổi concert trên. Ai cũng biết Song Joong Ki và Lee Kwang-soo là bạn gắn bó nhiều năm, cả bạn thân trên đi xem biểu diễn lại ngồi gần nửa khoảng nước mắt Cho Joo-woo, quả thật là dịp may hiếm có. Đây cũng được phát hiện thực chất chỉ là ảnh cũ từ năm 2013. Trải qua 10 năm tấm ảnh xuất hiện cho đến nay, cả Song Joong Ki lẫn Cho Joo-woo đều giữ được diện mạo trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Sau khi ly hôn với Song Hye-kyo, Joong Ki tìm được hạnh phúc mới bên cựu nữ diễn viên người Anh. Anh chàng hiện đang tận hưởng cuộc hôn nhân mới và chuẩn bị lên chức gia. Về phần Cho Joo-woo, cô lên xe hoa cùng với Seo kém 9 tuổi. Họ trải qua 5 năm chung sống và có với nhau một cô con gái. Mặc dù liên tục vướng phải tin đồn đường ai nấy đi, nhưng cho đến nay Cho Joo-woo vẫn cho thấy cô đang hạnh phúc trong gia đình cuộc sống mới. Sau cuộc ly hôn, Thế Kỷ, tháng 6 2019, truyền thông Hàn đưa tin Song Joong Ki vùi mình vào công việc. Anh nhận liên tiếp các dự án phim, nhưng gần 4 năm trôi qua, Song Joong Ki vẫn chưa cho thấy sự bứt phá trong sự nghiệp. Trên danh sách đề cử của giải Baesang danh giá năm 2023, Song Hye-kyo đang là cái tên nặng ký bậc nhất ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại phim truyền hình, trong khi chồng cũ của cô Song Joong Ki hoàn toàn vắng bóng. Lễ trao giải Baesang luôn được ví là giải Oscar của Hàn Quốc ở cả lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Năm nay, Baesang dự kiến được trao vào ngày 28 tháng 4 tới. Trên nhiều diễn đàn phim ảnh, Song Hye-kyo đang được kỳ vọng sẽ là người thắng giải lần này với tác phẩm gây bão toàn cầu The Lory. Trong khi Song Joong Ki dù nhận nhiều dự án được đầu tư khủng nhưng vẫn dậm chân tại chỗ về diễn xuất.